Anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay có một anh nhờ mình tìm cái con R15 V3. Đây thì đây em nói đây, anh em ngắm đi. Đó, rất là đẹp ha. Độ lên R6 mới luôn. Odor nó chỉ mới có 5.000 cây thôi. Đây cho anh em coi. Odor 5.000 cây, xe rất là mới ha. Đó, 5.000 cây. Rồi. Bây giờ sao nữa? Bây giờ thì anh em ngắm xe đi, rồi ý kiến tiếp. Thì sao ta, con xe mới như vậy rồi thì mình muốn hỏi, ảnh không muốn lên clip nha mọi người, ảnh không muốn lên clip thì ảnh đứng đây em trả lời thôi. Anh đứng sát bên đây nè, đứng đây nè, đứng rồi đó. Đó rồi thì em có đôi lời nó hỏi anh là thấy xe sao khi cái hình em gửi cho anh mà anh đã tin tưởng, anh cọc cho em rồi thì anh cảm thấy là sao, xe lúc hình lại trên đây khác biệt chứ bây giờ chứ gì, đúng không? Thì đó anh trả lời em. Đừng quay ảnh nha, quá đẹp, đẹp mình không hình dung thôi được luôn, tại vì lúc đầu là mình chỉ gửi cho mình một cái hình rất bình thường thôi, nhưng mà cái này nói luôn. Nhưng mà mình hình thực tế bên ngoài nó đẹp quá sức tưởng tượng của mình, thì quá đẹp, mình không biết đường gì để nói nữa. Với lại một phần nữa là mình mua xe thì mình phải kiếm cái nơi uy tín đảm bảo, thì bên mình là có thừa những chuyện đó rồi, nên là yên tâm mà mua thôi. Tại cái hình đó em gửi cho anh, em nghĩ anh cũng không thèm lấy đâu, tại hình em chụp tối á, tối thui tối mò nó xấu. Thì ra đây thấy nó sáng trưng ha, sơn đồ mới toàn bộ mọi thứ cứng cáp. Thì ảnh có lên luôn cặp chợ sáng ở bên Minh nè, ảnh lên luôn cặp chợ sáng công tắc nè, mở cho mọi người coi ha. Cái cặp chợ sáng này nó không có, nó sáng lắm đó, chỉ qua kia nhìn ban ngày mà sáng cỡ đó rồi đó, tắt nè, hả không, công tắc luôn, Yamaha luôn đó, nhìn rất là hả, bên Minh lên cho ảnh luôn á. Rồi tắt đó thì ở bên đây ảnh có cọc tiền rồi anh lấy nón bảo hiểm rồi thay nhớt luôn. À sẵn tiện nè, quay qua anh nè, quay qua anh nè. Xe lên này, xe này còn full rồi, xe này thiếu cái bô là full rồi, trắng bùng rồi này nọ, bát biển số đầy đủ mọi thứ, rất là đẹp, chống đổ bảo vệ rất là nhiều luôn ha. Đó, thì anh em ngắm xe rồi anh em cũng biết rồi, vỏ 5.000 cây nó sẽ như thế này đó, thì nó còn gai trên gai dưới đầy đủ luôn, nói chung là không thiếu gì hết, đúng order nha. Đó, gai trên gai dưới là mọi thứ luôn. Thì xe này chỉ đi thôi chứ đâu có làm gì đâu. Bây giờ mình sẽ thay cái bình nhớt xịn cho ảnh, thay nhớt xịn nè, với lại lọc nhớt. Đây là lọc nhớt. Thì sẵn tiện mình sẽ quay cho anh em xem cái quá trình mà một con xe mà cũ về bên Minh là nó sẽ như thế nào ha. Thì, bây giờ mình sẽ vô coi cái quá trình mà một con xe về ha. Ví dụ như con xe này, thì con xe này chỉ có 38 triệu thôi, Suzuki XS 150. Nhưng mà bên Minh chích cái tiền mà YouTube á, anh em phải coi YouTube nhiều vô tôi mới có tiền để tôi chích vô. Thì mình làm gì, mình kiểm tra xe rồi thay con xe này thì mình thay luôn bugi mới nè, thay lọc nhớt mới nè, lọc nhớt mới rồi nhớt mới luôn. Thì con này thì mình thay cho nó là nhớt Liqui Moly, nhớt này là 300.000 một bình đó. Đó, thay cho nó hết mọi thứ. Đây em còn đổ nhớt vô tiếp, mới đổ con bình à, còn nửa bình nữa. Đó, cho anh em coi con xe đi. Mọi thứ sơn, mọi thứ kiểm tra rất là ok cho anh em. Quay xe đừng quay tôi nữa. Nó còn mình nãy mình thay lọc nhớt là mình giờ mình đổ 4 xị nữa, 4 xị nhớt nữa là đủ. Đó, trong quá trình mà thay nhớt đó thì cái đó là gọi là sao, là gọi là cái tiền mà từ cái kênh YouTube á, thì thực sự mà nói anh em, thì anh em xem YouTube Minh thì Minh vẫn được một số tiền. Một clip như vậy là Minh được 300.000 thôi, 300-400.000 thôi đó. Thế nhưng mà Minh cố gắng chích ra mọi thứ để anh em xem clip nhiều thì chích ra cho anh em, để bảo trì xe cũng là xe của anh em mua ở đây thôi. Thì đó, con xe này đó 38 triệu mà nhìn rất là đẹp ha. Đây, rẻ hơn con ẹt luôn á ha. Nhìn rẻ hơn con ẹt luôn á, kinh khủng luôn á. Đó, thì được Minh tặng những gì? Đó thì Minh tặng cho một lần thay nhớt mới nè, thì tổng cộng lần này thay là tầm nhớt, lọc nhớt luôn là tầm 700 á. Thay nhớt mới, lọc nhớt là vui vi, rồi kiểm tra mọi thứ, điện đốm rồi thử có ok không rồi mới giao cho anh em. Rồi xong chưa? Được rồi đó. Em có cái đèn pin không? Rồi chỗ này nè. Đèn pin đâu? Ủa đèn pin chụp đâu rồi? Rồi này nè, thử nó đủ nhớt chưa? Chưa, tiếp. Đổ vô, đổ tiếp nè. Nó có cái cục này, chỗ này canh nè. Đổ chừng nào cái cục đó đầy là đúng. Nó chừng nào cho đầy thôi. Rồi làm đi nha, tự canh. Rồi thì bây giờ ra đây mình sẽ tiến hành, dù con xe này nó mới nhưng mà mình sẽ tiến hành gọi là thay nhớt mới, lại thay luôn cái lọc nhớt mới cho ảnh luôn. Đó, đây là nhớt mới, còn đây là lọc nhớt. Rồi nhờ ảnh cầm máy giùm ấy, rồi em lấy đồ em thấy là ảnh khỏi vô clip, tại ảnh ngại. Nói chung là không phải ai mình cũng quay clip đâu, thì nói chung là anh em mình giao lưu chơi cho vui thôi. Đó, thì ảnh là anh chủ xe đang cầm máy quay cho mình, em lấy hết đồ nghề ra thay nhớt cho nhanh. Rồi vậy thôi ha, bây giờ mình sẽ cho anh em ngắm con xe lần nữa, rất là đẹp. Kia thay nhớt xong mặc áo vô. Đây là con Z300. Z300 này là chưa kịp quay clip cho anh em xem luôn, thì cái anh ở dưới công an dưới Vĩnh Long ở đâu đó, nói chung ở dưới miền Tây mình quên rồi, mình không nhớ, thì giao cho ảnh rồi. Z300 đẹp, rất là mới khen, mới đi có 8.000 thôi. Rồi đẹp. Còn đây là con R15 full đen hôm bữa mình quay nè, là của anh Đà Lạt đã cọc rồi. Anh ở Đà Lạt đã cọc hết cho mình rồi nha, mà bây giờ mình chỉ còn chờ thời gian để xuống Đà Lạt thôi, còn chờ thời gian để xuống Đà Lạt giao cho ảnh thôi. Đó, rất là đẹp mọi thứ, rất là đẹp cho anh em. Ảnh có, anh chủ xe của chiếc này nè, ảnh có mua luôn cái nón 3/4 nè để đội cho nó thoải mái. Đây là cái tiền mà ảnh cọc xe cho mình ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ cho Minh nhiều hơn, để xem clip nhiều hơn, clip có nhiều view hơn thì tôi mới có nhiều tiền để tôi chích ra để tôi làm cho anh em, rồi cho mấy anh em gọi là mấy anh em nhân viên á có tiền để trang trải cuộc sống nữa. Chứ tôi thiệt chứ không phải là ai cũng làm không công đâu. Đó, phải anh em xem clip nhiều vô, cày view cho tôi thì mới có những cái tiền đó rồi cho những anh em nữa. Rất là đẹp, xe rất là tuyệt vời, càng ngắm càng ghiền đúng không anh? Càng ngắm nó càng ghiền á, em thấy nó bóng, sơn nó bóng ơi là bóng luôn á, bóng đẹp ghê luôn. Rồi bây giờ thay nhớt, thay lọc nhớt. Thằng kia rồi lính cũ rồi, thằng này lính mới. Lọc nhớt là ở đây ha. Rồi đây là nhớt nè, đổ nhớt ở đây. Rồi xong. Bye bye anh em nha. Anh em nào có muốn lên chợ sáng thì cũng liên hệ tôi có chợ sáng luôn cho anh em luôn á. Đó, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ.